tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay mà tôi đang muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn đây ạ. Chỉ hơn 400 triệu đồng thôi quý vị và các bạn nhé, là quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan hạng sang đến từ đất nước Đức này rồi đấy quý vị và các bạn nhé. Chỉ hơn 400 triệu đồng thôi. Với cái giá tiền này thì quý vị và các bạn cũng chỉ mua được chiếc xe Vios cũ thôi, chứ chưa mua được chiếc xe mới đâu. Mà quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Audi A4 sản xuất năm 2010, model năm 2011 này quý vị và bạn nhé. Tại vì là cái cụm đèn này thì quý vị bạn cũng đã biết được đây là cái form 2011 ạ. 2011 thì là cái cấu tạo của cái đèn pha này này, cái đèn led này này là nó như thế này. Chứ còn nếu như mà 2010 thì là cái đèn led của nó sẽ là ở cái dạng này quý vị bạn này. Đấy, từng đốt một. Đây, đấy là cái phiên bản là 2010 ạ. Và đây là cái phiên bản đủ luôn quý vị bạn nhé. Phiên bản đủ là nó có cả cửa nóc này. Đấy, nó thêm một vài option nữa so với phiên bản này thiếu ạ. Đấy. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 486 triệu đồng cho chiếc xe Audi A4 2011 này quý vị và bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, model 2011 ạ. Đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và là biển số rất là đẹp quý vị và bạn ạ. Biển kép, biển rất đẹp. Và chiếc xe đã lăn bánh được 8 vạn km rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Audi A4 này. Và nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đấy ạ, là 0905 608 883 được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Audi A4 2011 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh chiếc xe để xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe sau 10 năm sử dụng thì nó còn đẹp còn mới như thế nào nhé. Mời quý vị và các bạn ạ. Đây là cái phần ngoại thất của chiếc xe mà chúng tôi mua về thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp, chúng tôi cũng đã đánh bóng đi một chút rồi. Những cái vết xước nhỏ, nhẹ thì chúng tôi đánh bóng nó cũng đã hết rồi. Cho nên là bây giờ chiếc xe rất là đẹp, rất là mới quý vị và các bạn nhé. Và tại sao là những chiếc xe mà sau 10 năm sử dụng mà nó còn đẹp như thế này thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi. Ở cái phần khúc xe sang thì phần lớn là các chủ xe đi đều rất là giữ gìn. Và thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Audi A4 phiên bản hay còn gọi là model năm 2011 quý vị và bạn nhé. Năm 2011 nó khác với phiên bản 2010 rất là nhiều. Nếu như quý vị và các bạn để ý từ những cái cụm đèn trước, sau, đèn hậu hay đèn pha ấy, đều khác biệt rất là nhiều quý vị bạn nhé. Đây là nhìn cái cụm đèn này, đây là cái cụm đèn led này. Nếu phiên bản 2011 thì là cái đèn led ban ngày nó được cấu tạo như này đấy, còn nếu như cái phiên bản 2010 thì đèn led ban ngày nó lại cấu tạo khác kiểu này quý vị bạn này đấy. Nếu như nhìn qua về cái cụm đèn thì quý vị và các bạn có thể phân biệt được là cái đời 2010 hay là 2011 quý vị bạn nhé. Đây là cái đèn hậu. À, đây là cái đèn pha và cái cụm đèn hậu cũng vậy ạ. Cụm đèn hậu nó cũng sẽ khác. Đấy, đây là cái phiên bản model 2011. Cụm đèn hậu nó cũng khác rất là nhiều. Hệ thống đèn là full led rồi quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, model 2011. Đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Và phiên bản này nó là cái phiên bản đủ quý vị bạn nhé. Phiên bản đủ thì nếu như chúng ta phân biệt được cái phiên bản đủ mới phiên bản thiếu, nếu như nhìn ở bên ngoài thì quý vị và các bạn cũng thấy được luôn nó là phiên bản đủ hay là phiên bản thiếu nhé. Phiên bản đủ nó có cả cửa nóc đây quý vị bạn này. Nếu như phiên bản thiếu là nó không có cửa nóc, phiên bản đủ là có cửa nóc rồi quý vị bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Tôi giới thiệu rất kỹ, rất chi tiết cho quý vị và các bạn. Tôi quay chi tiết như thế này để quý vị và các bạn nếu như ở xa mà chưa qua xem được xe trực tiếp, quý vị và các bạn có thể xem qua video của tôi thì quý vị và các bạn có thể đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này như nào rồi nhé. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ đèn pha bi xenon này, đèn led này, hệ thống đèn này có thể gọi là hệ thống đèn full led và là đèn auto quý vị và các bạn nhé. Auto tức là ban ngày, nếu như chúng ta để chế độ auto thì trời sáng thì đèn tắt, mà trời tối thì đèn sáng đấy ạ. Đấy. Có cả đèn led ban ngày, nên chúng tôi nổ máy lên thì cái đèn led này nó sẽ sáng rất là đẹp quý vị và bạn ạ. Đấy. Dưới là đèn gầm và đã có cả cảm biến lùi nhé, cảm biến trước, có thể gọi là cảm biến quanh xe. Đây là cái cảm biến trước quý vị và bạn này.
cảm biến trước 4 mắt, đèn pha bi trên đông và tích hợp cả rửa đèn pha đấy quý vị bạn này. Có cả rửa đèn pha rồi quý vị bạn nhé. Đây là cái rửa đèn pha này. Đấy. Cảm biến sau, có cả cảm biến sau luôn quý vị bạn ạ. Đấy, cảm biến sau này. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản hết quý vị bạn nhé. Đấy. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản luôn ạ. Cam kết sâu về chất lượng, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản. Gương chiếu hậu là gập điện, tích hợp xi nhan trên gương ạ, xi nhan báo rẽ trên gương quý vị bạn nhé. Về cái phần ngoại thất của chiếc xe thì rất là đẹp rồi, rất là mới rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe Audi A4 năm 2010 đấy, sản xuất năm 2010. Model của 2011, sử dụng đến nay là 10 năm rồi. Mà cái nội thất nó như thế nào thì sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Đầu tiên là tôi sẽ mở cái cánh cửa bên lái ra cho quý vị và các bạn cùng xem này. Thứ nhất là keo chỉ nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản nhé, chúng tôi cam kết là keo chỉ nguyên bản hết này. Chưa mất một phần keo chỉ nào cả, và tháp bi cửa đây là mới này. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản này. Và nội thất rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, tại vì là những chiếc xe sang mà được chủ xe đi thì mà lại giữ gìn nữa, cho nên nó còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Nội thất thì trang bị ghế da cao cấp, ghế chỉnh điện. Đấy, có cả ghế chỉnh điện rồi quý vị bạn nhé. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, sang số thể thao trên vô lăng. Đấy, đầy đủ option rồi. Hệ thống đèn full LED và đèn auto đây quý vị bạn này, có chế độ auto nhé. Những chiếc xe sản xuất tại Đức thì quý vị các bạn cũng đã biết rồi. Thứ nhất là về option rất là nhiều, thứ hai nữa là về chất lượng, tiêu chuẩn, an toàn, kỹ thuật các thứ thì chúng ta không thể chê vào đâu được ạ. Đấy, cửa nóc này, phiên bản đủ là có cả cửa nóc rồi quý vị bạn nhé. Đầy đủ hết ạ, và còn rất là đẹp. Những cái ni lông của bậc cửa này là còn nguyên này, chủ xe còn chưa bóc ni lông ra này. Đấy, rất là mới luôn đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái này ra cho quý vị và các bạn cùng xem này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, tôi quay rất rõ này, rất chi tiết cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn nào mà ở xa, ở tỉnh chưa qua Hà Nội để xem xe được thì quý vị và các bạn xem video của tôi thì quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này nó như thế nào nhé. Ốc bản lề cũng còn nguyên hết đây quý vị và các bạn này. Cam kết là nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn ạ. Không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản ạ. Đấy, đến cái trần cũng rất là mới, rất là đẹp luôn. Tại vì là ở cái phân khúc xe sang này thì phần lớn là các ông chủ, bà chủ đều có điều kiện và đều rất sạch sẽ, cho nên là cái nội thất nó cũng rất là mới, rất sạch sẽ, rất thơm tho theo ạ. Đấy. Và ở cái phiên bản A4 sedan nó sở hữu kích thước chiều dài cũng tương đối, cho nên là cái khoang sau này rất là rộng quý vị bạn này. Hàng ghế ngồi phía sau rất là rộng, và cũng đã được Audi thiết kế một cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option nội thất bên trong của chiếc xe nhé. Tôi sẽ cắm chìa khóa vào cho quý vị và các bạn xem về cái phần đồng hồ. Đấy. Đấy. Cái loa của xe Audi nghe rất là đẹp, hay ạ. Loa thường nhưng mà nghe cũng rất là hay. Tôi tạm thời tắt cái cửa gió này đi cho điều hòa này, tắt nhạc đi để tôi giới thiệu cho quý vị các bạn được nghe rõ hơn ạ. Điều hòa tự động hai vùng độc lập rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, sang số thể thao trên vô lăng. Và đồng hồ công tơ mét đây quý vị các bạn này. Chiếc xe đã lăn bánh được 8 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Đây là cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe. Đấy, với nội thất rất là đẹp như thế này đây quý vị các bạn ạ. Nội thất thì không thể chê vào đâu được của những chiếc xe đến từ châu Âu. Thứ nhất là về thiết kế đẹp mắt, thứ hai nữa về tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn, kỹ thuật các thứ đều ok hết quý vị bạn ạ, chúng không có gì để chê. Về công nghệ ô tô thì các nước còn phải học Đức rất là nhiều đấy quý vị bạn ạ, tại vì là các hãng xe hơi của Đức này thì đều có từ rất lâu đời rồi.
Đấy, và cửa nóc đây quý vị và bạn này, chiếc xe này đã được trang bị đầy đủ cái nóc vì là cái bản full nỉ trần rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Nỉ trần cũng rất là đẹp này, rất là sạch sẽ này. Chiếc xe hạng sang nó khác quý vị bạn ạ. Những chiếc xe hạng thường và những cái xe hạng sang nó khác nhau ở cái chỗ đây đã. Tại vì là những người dùng chiếc xe hạng sang thì gần như đều là những người có tiền, có điều kiện, rất là sạch sẽ, chăm sóc xe cũng tốt hơn ạ. Tắt cái điện đi đã, tôi sẽ ra ngoài, tôi sẽ giới thiệu tiếp cho quý vị các bạn ở những cái phần khác. Đây là cái cốp sau của xe quý vị bạn nhé. Cốp sau cũng đã được trang bị là cốp điện rồi quý vị bạn ạ. Keo chỉ của cốp sau còn nguyên bản này. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ phía sau, cho nên là còn nguyên. Quý vị bạn đi mua xe thì cũng xem kỹ hơn về cái phần đầu phần sau nhé. Đây là tôi chia sẻ cái kinh nghiệm đi xem xe cũ của tôi ạ. Keo chỉ mà còn nguyên như thế này thì đương nhiên là cái cốp sau này chưa có bị đâm đụng rồi. Nếu bị đâm đụng mà phải tháo ra thì là nó sẽ bị mất, có vết luôn đấy ạ. Mất keo, mất chỉ, có vết. Cho nên là chắc chắn là nó sẽ bị đâm đụng, tác động gì vào thì mới phải tháo ra. Còn nguyên bản như thế này thì xe còn nguyên quý vị và bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái cánh cửa phía sau bên phụ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị và bạn này. Chúng tôi cam kết keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản này, và táp bi rất là mới luôn. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên luôn quý vị bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên này, và nội thất thì rất là đẹp rồi. Đấy, tôi vừa nãy quay cho quý vị các bạn bên kia rồi ạ. Chúng ta mà đi xem xe chạy nhiều hay chạy ít, sử dụng nhiều hay chạy ít thì chúng ta cứ nhìn những cái má ghế như này này. Chạy nhiều hay chạy ít là nhìn má ghế này là ngồi là biết ngay. Ngồi nhiều đấy thì là nó sẽ chạy nhiều không. Đấy, những cái bậc cửa này là còn nguyên hết, chưa bóc ni lông đấy quý vị bạn này. Cả bốn cánh còn nguyên từ lúc mới, chưa bóc ni lông ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản này. Rất là mới, rất là đẹp. Bên ghế phụ cũng đã được trang bị là ghế chỉnh điện rồi quý vị và các bạn nhé. Đấy, nội thất ghế da này rất là mới này. Chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị các bạn cứ xem vào cái má ghế này, chúng ta có thể đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe nhé. Áp lô rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu hết về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất của chiếc xe. Đây, xe cũng đã được trang bị, thưa với quý vị bạn, xe cũng đã được trang bị la răng đúc, mặt phay quý vị bạn nhé. Và điều đặc biệt là cái mặt phay này cũng còn đang rất là đẹp ạ, chưa có bị xước sát gì cả. Và chủ xe cũng đã vừa mới thay một cái dàn lốp hút gear mới tinh, mà chủ xe mới thay cả một cái dàn lốp này quý vị bạn ạ. Cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm sử dụng chiếc xe này rồi. Đấy, chủ xe vừa mới thay một dàn lốp mới, dàn lốp hút kia cả dàn luôn. Nên quý vị và các bạn nào mà sở hữu chiếc xe này thì về chỉ có việc đổ xăng vào mà chạy thôi, không phải làm một cái gì nữa đâu ạ. Đấy, cả một cái dàn lốp này đều rất là đẹp này. Nhìn qua về cái phần bên ngoài chúng ta có thể thấy được là rất là đẹp luôn ạ. Màu trắng ngọc trinh kết hợp với dàn chân mặt phay, và bên trong được sơn phối hợp giữa màu đen, rất là đẹp mắt ạ. Đấy, phải nói là rất là đẹp ạ. Trái tim của chiếc Audi A4 này cũng đã được nhà sản xuất Đức trang bị cho một cái khối động cơ xăng, động cơ 1.8 TFSI turbo rất là khỏe mạnh ạ. Với thể tích làm việc chỉ 1.8 thôi, nhưng mà đưa turbo vào cho nên là cái động cơ đi rất là khỏe. Động cơ 1.8 riêng về dòng xe Đức thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy ạ. Với thể tích làm việc rất là nhỏ, tiết kiệm xăng, nhưng mà turbo cho nên là rất là khỏe, với công suất rất là lớn ạ. Đây là cái động cơ
động cơ mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ở chiếc xe này, đó là cái động cơ còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Động cơ còn nguyên bản hết luôn này. Sau 10 năm sử dụng với 8 vạn km, những cái động cơ này còn nguyên bản và còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Đẹp tất cả những con ốc ở trong xe này là còn nguyên, còn zin hết ạ. Chúng tôi cam kết thứ nhất là xe không bị tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Đấy, đây là cái phần ốc đầu, đây ốc tai này quý vị bạn nhé. Tôi quay rất chi tiết cho quý vị và bạn từ những cái dàn ốc tai này cho đến ốc cabo này, keo chỉ cabo. Tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Chúng tôi cam kết ạ. Chúng tôi có thể cam kết sâu về chất lượng, cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn khi mua xe tại cửa hàng chúng tôi ạ. Đấy. Ốc cabo còn nguyên hết ạ. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, còn nguyên bản hết đấy quý vị bạn nhé. Tất cả những con ốc ở trong cái khoang động cơ này là còn nguyên và còn rất là đẹp ạ. Vì chiếc xe mới lăn bánh được có 8 vạn km thôi. Sau 10 năm sử dụng thì chiếc xe chạy được 8 vạn km. Tính trung bình ra thì mỗi năm chỉ 8.000 cây thôi ạ. Tại vì những chiếc xe ở cái phân khúc hạng sang này thì gần như là đều chạy rất là ít ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Audi A4 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Audi A4 này ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Audi A4 sản xuất năm 2010, model 2011 này thì chúng tôi đang bán là 486 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi bán với giá là 486 triệu đồng. Nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đấy nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.